chào đón hai chàng trai của chương trình. Wow, dễ thương. Đón mừng hai cô gái thật là xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow. Dễ thương cực kỳ luôn. Ở dưới thì chúng tôi đã thấy có quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái, cùng quý vị khán giả hôm nay ai cũng rất là xinh tươi và hào hứng, giống như là ông mai bà mối vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Duyên Chiến, năm nay 29 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em có một giọng nói khá là trầm ấm, thỏ thẻ bên tai người con gái thì tuyệt vời. Trời ơi. Còn điểm yếu chắc do tính chất công việc của em thường xuyên đi xa nhà. Thì sau đợt dịch vừa rồi á thì ngành du lịch nó có nhiều biến động, cho nên thì em phải học thêm 3 khóa MC, đó là MC tiệc cưới, MC sự kiện và MC song ngữ. Vừa đi học cũng vừa đi làm luôn đúng không? Dạ. Hay là học xong rồi? Dạ em học xong rồi, hiện tại em làm song song hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Những thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Có sở thích đam mê gì không? Dạ em có một cái sở thích nữa, đó là sáng tác thơ. Và may mắn thì em đã giành được 3 giải tác giả trẻ. Trời, ghê vậy? Trời ạ. Wow, rồi. Một chút xíu nữa khi có bạn gái thì chị sẽ mời em đọc một bài thơ nào đó do em sáng tác nha. Ngoài sáng tác thơ thì em có khả năng nữa, đó là em lồng tiếng phim, giả giọng. Giả giọng. Bây giờ em giả giọng ai, em làm một cái chị coi coi giờ em giả giọng ai nè. Bây làm giờ luôn. Em giả 3 giọng nha. Rồi. Quý An Lạc. Ai cho nàng vào đây? Lý Ngọc, Lý Ngọc, tên cổ nô tài Lý Ngọc dám tùy tiện cho nàng vào đây. Còn nữa, nàng ăn mặc kiểu gì chẳng ra thể thống gì. Quan hoàng thượng tha mạng, nô tài biết lỗi, xin hoàng thượng khai ơn. Người An Lạc, cả đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Nếu có kiếp sau, đổi lại nàng bảo vệ ta được không? Nàng bảo vệ ta được. Dễ thương. Được. Cười nhìn chị thôi chứ nhìn bạn này là tôi nghi ngờ lắm á. Được vậy đâu. Đó là một số những thông tin của bạn Dương Chiến ha. Sinh năm 94. Quê ở đâu cưng? Dạ quê em ở Kiên Giang. Kiên Giang. Lên thành phố được bao lâu rồi? Em lên thành phố thì 3-4 năm. Tại vì em rồi ông lên mấy năm mà ông cũng không nhớ em nữa. Em lên 3 năm rồi, sau đó thì ngay đợt dịch thì em phải trở về quê. Rồi mời cô gái ghế xanh bên kia. Dạ ghế xanh, em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị quê quán em ở đâu? Dạ quê em ở thành phố luôn ạ. Vậy hả? Công việc hiện tại? Dạ công việc của em là nhân viên tài chính. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm yếu của em là em hơi ngại giao tiếp. Còn điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, quan sát, với biết nấu ăn nữa. Những món ăn thử trường của em? Dạ món gà. Dạ món gà. Gà luộc hả? Gà nào em cũng biết làm á. Em thấy bạn Chiến bên đó lồng tiếng hay không? Dạ hay ạ. Hay hả? Dạ. Nhưng rảnh rỗi em làm gì nè? Dạ thường thì em sẽ đi du lịch. Bên kia người ta cũng hướng dẫn viên du lịch đó. Dạ. Đi đảo đồ hả? Đi Đà Lạt, Vũng Tàu đồ. Với lại em thích nghe nhạc với xem phim luôn. Nghe nhạc xem phim luôn. Dạ. Mời em trai ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Hưng, Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng. Em sinh ra lớn lên ở Phú Thọ. Nghe nó lớn lên 24 bên, tuổi. Bên kia mới nghe được. 24 là sinh năm bao nhiêu? Năm 1998 ạ. 1998. Công việc hiện tại của em đang làm điều phối vận tải. Cụ thể là làm gì nè? Là em ngồi ở văn phòng hay là ngồi em văn phòng điều công. Em sẽ chở hàng của công ty á hả? Dạ và làm việc với khách hàng. Mình là cung cấp. Ở quận mấy? Em ở Thủ Đức ạ. Vậy là vào đây được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 2 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hưng? Điểm mạnh của em là kiên trì trong công việc. Điểm yếu của em thì là ít nói, trầm tính. Có vậy thôi. Có vậy thôi? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi thì em nghe nhạc, xem phim. Thể loại phim mà em thích xem? Phim tình cảm. Em có qua xem với chị cũng thích. nó ít nói mà nó cười không à. Nãy bên đây nói cũng cười, bên đây nói cũng cười. Thằng bé dễ thương, tươi lên. Nói chuyện lớn lên nha, hôm nay có bạn gái nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn gái ghế đỏ bên kia. Rồi, ghế đỏ, em. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Bích Huyền. Em 22 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là lễ tân khách sạn ạ. Em ở đây thì ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Ở quận 7 hả? Dạ, ở với ai?
Dạ em ở với mẹ với em trai của em. Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nói tiếng Nam xấu quá vậy? Đâu, tôi coi em cô gái Huế cùng quê với tôi coi. Phải chỉ thôi. Giờ khoe chị Tường là điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em giao tiếp tốt, điểm yếu của em là em hơi thiếu tự tin về bản thân. Chỗ giao tiếp tốt mà thiếu tự tin, rồi thiếu tự tin sao giao tiếp tốt? Em dễ thích nghi với môi trường mới á, với lại em dễ nói chuyện với người lạ. Ủa, dễ đó, vậy sao thiếu tự tin? Em không biết nữa. Còn điểm yếu điểm mạnh gì nữa không nè? Em không có biết nấu ăn. Vậy chứ nhà ai nấu cho em ăn? Mẹ em nấu. Mẹ em nấu em ăn. Dạ. Thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì, có sở thích gì không? Em thích đi du lịch với lại em đi xem phim. Thế loại phim mà em thích xem là gì? Em thích xem phim hành động với phim ma. Cái giấc em coi phim ma là giấc mấy giờ? Em coi ở ngoài rạp á anh. Chứ em không có dám coi mà. Đó là thông tin cơ bản, từ từ mình sẽ đào sâu hơn ha chị Tường. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái tình duyên đi. Quay lại với chàng trai ở ngồi ở ghế xanh nè. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình sâu đậm thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời sinh viên. Thì em quen bạn đó, bạn học ngành giáo dục tiểu học. Còn em là lúc đó là em học ngành Việt Nam học, văn hóa du lịch. Tụi em đã trải qua cũng 3 năm sau khi mà tốt nghiệp ra trường. Thì do tính chất công việc của hai người khác nhau, bạn phải trở về quê để làm việc tại địa phương. Còn em thì em là em đi long bông. Còn cái mối tình thứ hai, lúc đó là em là hướng dẫn viên du lịch ở Đồng Tháp. Các bạn kia thì là khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Em dẫn tour đi Đà Lạt. Nhưng mà em dẫn tour của cổ luôn. Dạ đúng rồi. Thì trong một cái đoàn tour thì rất là nhiều khách. Và em là hướng dẫn viên, em phải quan tâm hết tất cả mọi người. Đúng. Chứ không phải quan tâm ngồi riêng một mình bạn. Buổi tối ở Đà Lạt, mọi người đi tự do. Đó, thì em mới có thời gian rảnh tự do phải không? Đó, lúc đó là em cũng rảnh, em tự do và em đi lội qua ga Hồ Xuân Hương. Bạn đó bạn cũng lội đi một mình. Mà em là hướng dẫn viên du lịch thì mình lúc nào cũng chỉnh chu mọi thứ. Ví dụ em chuẩn bị áo khoác, dù mọi thứ cái thấy bằng lạnh, cái em biết là khách của đoàn mình. Em đưa, vô tình bạn nhận thấy cái điều đó, bạn nghĩ là mình có tình cảm với bạn. Chứ thật ra là em không có. Đó là em không có tình cảm. Em chỉ là lịch sự là chu đáo đúng cho rồi. Cái nghề nghiệp của mình thôi. Yeah. Cái đó là giống như là em thảo mai để em được khách hương đó. Khách hương. Rồi sau đó thì cái bắt đầu bạn cũng điện đến công ty, bạn đặt riêng một mình em. Rồi đó để đi tour đi Nam Du, bạn đặt riêng một mình em luôn. Rồi sao nữa? Nam Du thì mọi người biết rồi đó. Nó thì đẹp nhưng mà nó vắng vẻ và hoang sơ nhiều lắm. Buổi tối thì bắt đầu là... Là lúc đó đi tour hai người. Dạ đúng rồi, hai người. Dạ đúng rồi, hai người. Nhưng mà ở phòng riêng. Dạ ở phòng riêng. Đương nhiên rồi. Dạ. Buổi tối thì bắt đầu dẫn đi ăn, đi uống rồi. Tour mấy ngày, tour mấy ngày? Dạ tour đi Nam Du 2 ngày. Dạ. Lúc đó là em mới vừa đạt giải thơ, giải tác giả trẻ thể loại thơ. Tối đọc thơ cho nghe. Rồi em đọc cho nghe bài thơ. Bạn cũng hỏi là em thích người yêu như thế nào. Em cũng nói là em thích cái gu mà nhỏ nhỏ con xíu. Bạn đó thì cũng khá là mập, cũng không phải là gu của em. Trời thì, ơi em thường đi tour biển mà. Trên bờ biển mà cõng người yêu đi thì nó cũng khá là ok. Nên nhỏ nhỏ chút xíu thì dễ cõng. Trả lời người ta vậy luôn á. Dạ. Rồi xong rồi. Mà em lúc đó em có biết là người ta thích em không? Dạ không. Sau cái chuyến tour đó là khoảng 3 tháng. Em nhận thêm show, dẫn chương trình nữa. Như quê vậy đó. Em nhìn xuống sao thấy quen quen. Là 3 tháng sau. Dạ 3 tháng sau bạn bắt xe xuống dưới Đồng Tháp. Bạn ngồi với hàng ghế khán giả. Wow. Dạ em thấy ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Wow. Em giảm 2 mấy kg. Trời ơi. Trời ơi trời. Một tình yêu vĩ đại và mãnh liệt. Vậy phải yêu thôi. Rồi lúc đó bắt đầu em cũng thấy người ta cũng thì bắt đầu mới ra ngoài đi cà phê nói chuyện với nhau, rồi từ từ cũng nảy sinh tình cảm. Quen cũng một thời gian là 2 năm mấy, cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra nhưng mà lãng mạn thì nhiều hơn. Đến khi mà chúng em dừng lại rồi á thì vẫn lãng mạn nữa. Em dừng lại thì bạn ấy nói là mình bắt đầu từ chuyến tour Đà Lạt thì thôi bây giờ nếu mà có lỡ chia tay rồi thì bây giờ mình cùng đi đến cái nơi bắt đầu để mình kết thúc. Và hai đứa em đã được trở lại đi Đà Lạt, rồi sau đó là mình anh ấy về. Rồi sau đó là mình anh ấy về. Ủa? Dạ chia tay. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hay hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Nhưng mà em thấy như thế này là mỗi lần mà em đặt chỉ tiêu ra tới khi mà em quen người không có nằm trong chỉ tiêu luôn. Tình cảm là thứ rất là khó nói. Hy vọng ngày hôm nay sẽ chọn được một người nha. Tính tình của người bạn gái em thích sao? Em thích không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo là gì? Em có thể là em giúp cái mối quan hệ đó hoàn hảo hơn. Hoặc là em gọi là có thế. Còn nếu như mà một người hoàn hảo quá thì mình không có gì để làm. Mọi thứ nó chỉnh chu, nó cứ đều đều đều. Nó không có thăng và nó không có trầm.
em muốn cái điểm gì không hoàn hảo nhất ở người phụ nữ? Có thể nấu ăn, tại vì em là một hướng dẫn viên du lịch, em có thể ăn được khẩu vị ba miền và em cũng biết nấu ăn, cho nên bạn nữ không cần có phải nấu ăn, không cần biết nấu ăn, có thể được. Là để những lúc giận nhau hoặc là những lúc mà muốn thể hiện tình cảm, có thể là em chỉ bạn ấy nấu ăn và hai đứa cùng nấu ăn. Còn một bạn mà mọi thứ đã chỉnh chu hoàn chỉnh quá thì có khi mà em động tay vào các bạn ấy không hài lòng nữa. Trời, cô bé này không hoàn hảo chút nào cả. Ở đây cũng vậy luôn. Trời ơi, nào cô bé không hoàn hảo. Minh Anh. Dạ. Em hãy tâm sự về chuyện tình cảm của mình đi. Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình là hồi em học cấp 3. Còn một mối tình là cách đây một năm. Tại vì những mối tình này hồi lâu giờ ai cũng kể là quen nhau rồi biết nhau rồi xong rồi tốt nghiệp, xong rồi ra trường mỗi người rẽ nhánh, chấm dứt. Dạ. Trời ơi, hình như là ai cũng vậy đó ta. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm. Lúc đó là em đi làm ở một quán cà phê. Xong rồi em với lại cái anh đó gặp nhau. Rồi hai người quen nhau. Quen được 3 năm rồi tên chia tay. Tại vì hai người không cùng suy nghĩ nữa anh. Không cùng suy nghĩ là sao? Cảm thấy không có giống nhau về suy nghĩ tất cả mọi thứ luôn á. Thì em quyết định là dừng lại. Chia tay anh ấy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, chia tay cách đây 1 năm rồi. Bây giờ mẫu người mà em muốn chinh phục là người đàn ông như thế nào nè? Cao 1m7. Cao 1m7. Dạ, phải cao hơn em xíu, tại em 1m62. Tương tất với lại thơm. Tương tất với lại thơm. Oh no. Thơm. Bộ đã từng gặp người không thơm hay sao vậy? Dạ. Vậy là vậy hả? Đã từng gặp người không thơm luôn hả? Dạ, cũng có. Vậy là em biết là mối tình thứ hai là cái khi mà em phát hiện ra đối tượng không có thơm thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Em bị tụt mốt đó chị. Em kiểu em thích những người thơm, tại có ấn tượng những người như vậy hơn. Bên đó à? Ổn không à? Ổn anh ơi, ổn. Ổn đúng không? Dạ. Mình vẫn tự tin để mà tập tạ và nâng tạ đúng không nào? Dạ. Em cân nặng bao nhiêu ký nè? Dạ em 58 ký. 58 ký nha. Hơi nặng ha. 58 ký bằng chị Tường luôn rồi đó. Cao bao nhiêu à? Dạ 1m62. 1m62, 58 ký. Cũng ổn, hợp lệ. Ok. Nói chung là phụ nữ phải tròn trịa, có da có thịt giống như chị Tường vậy đó mới được. Cái tướng vậy mới mắng đẻ em ơi, lấy về vậy ốm yếu quá làm sao mà có sức khỏe đẻ con nuôi con, đúng không quý vị? Trời ơi, tới càng trai ghế đỏ làm gì toát mồ hôi dữ cưng. Lau mồ hôi trán nè, lau mồ hôi trán nè, đó đẹp trai cười tươi lên nè. Đó. Thơm không? Thơm không? Thơm, chắc chắn là thơm. Chắc chắn là chắc thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm, được. Vì mẹ em cũng tên Thơm. À dạ, vì mẹ em cũng tên Thơm. Trải qua mấy mối tình rồi? Trường em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì vào năm học cấp 3 cũng được 2 năm. Mối tình thứ hai là vào năm đi học sinh viên cũng được hơn 2 năm một chút. Giai đoạn đó là mắc một chút vấn đề. Vấn đề về gì? Về em đầu tư vào làm hợp ăn. Hợp tác làm ăn. Vâng ạ, nhưng mà bị thua lỗ. Em làm ăn rồi thua lỗ rồi ảnh hưởng đến tình yêu hay là vâng. Em với bạn đó cùng làm ăn với không, nhau? Em làm ăn riêng nhưng mà do mình bị cả một stress, áp lực đó. Thế nên mình lơ đãng đi, có một chút nuối tiếc. Có tiếc không? Có tiếc. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Đến nay là được 3-4 năm rồi. Người đó chủ động chia tay hay là em? Em chủ động chia tay. Sao em lơ đễnh mà rồi em chủ động chia tay thì em tiếc? Giai đoạn đó em kiểu đang bị stress, áp lực, bệnh trầm cảm. Em bị tủi thân em và em thấy là không lo lắng được cho người phụ nữ để em chia tay. Cũng có thể là một suy nghĩ là vậy. Và khi em chia tay thì phản ứng cổ như thế nào? Người ta níu kéo vẫn đợi em 1-2 năm. Có hết stress rồi không quay lại tìm? Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Trời, đợi 2 năm thôi quay lại tìm lấy chồng rồi. Dạ. Nên giờ nuối tiếc. Dạ. Bây giờ em thấy em lớn chưa? Giờ em lớn rồi. Lớn hả? Chứ chị cũng thấy em nhỏ lắm á. Em nhỏ với tuổi nhưng mà trưởng thành so với lại hơn với tuổi. Lớn rồi phải không? Dạ. Bây giờ là yêu là cho 21 không có đủ thừa là tại vì còn dạ, chưa đủ lớn hay chưa đủ trưởng thành nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Cũng có tính trưởng thành, ngoại hình dễ nhìn một chút đó. Biết quan tâm em. Thế là đủ rồi, còn đâu là em lo được. Biết quan tâm em, còn nhiêu em lo được. Cao thấp mập ốm có tiêu chí gì giống như anh chàng ghế xanh không? Dễ nhìn thì cũng dễ nhìn thôi ạ. Cứ múp múp một tí cũng có sao đâu. Múp múp một tí có sao múp đâu múp đúng không? Múp múp mím càng đáng yêu. Bây giờ mời cô gái ghế đỏ. Chuyện tình yêu em thế nào? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời con nít đi học cấp 2 anh. Cấp 2 hả? Dạ. Mối tình thứ hai của em là chia tay cách đây 1 năm. Tâm sự anh nghe coi. Dạ, cái mối tình mới đây của em là một cái mối tình rất là sâu đậm với em. 1 năm trời.
Dạ không, em quen bạn đó tới 2 năm rưỡi rồi. Sao nè? Dạ, em quen bạn đó mà em bị tụt cân đến còn có 37kg mà em. Tụt cân đến còn có 37kg mà em. Ủa mà sao? Sao vậy? Tự nhiên làm gì mà tụt cân xuống dữ vậy? Bạn đó cắm sừng em. Nhưng tại sao em biết em bị cắm sừng? Em nói chung là cái đó là linh cảm của một người con gái khi mà mình có bạn trai. Nhưng mà em có gặp trực tiếp không? Qua tin nhắn điện thoại. Chứ em chưa gặp cái đối tượng đó, chưa gặp cái người thứ ba đó. Dạ chưa. Phát hiện ra tin nhắn điện thoại thì em có nói cho anh đó biết không? Dạ có. Rồi bạn đó phản ứng như thế nào? Thì bạn đó nói với em là bạn đó chỉ bị say nắng người ta thôi. Rồi sao nữa? Em có tha thứ không? Dạ có. Em tha thứ đã quyết định tha thứ cho bạn đó một lần. Và em quen tiếp. Và em bị tiếp. Là vẫn một người đó hay là người khác? Dạ người đó luôn. Vẫn người đó luôn? Dạ. Rồi lần này em có tha thứ nữa không? Em vẫn tha thứ. Em rộng lượng bao dung quá. Rồi sao nữa? Tiếp tục thêm một lần nữa. Và người đó luôn? Dạ cũng là một bạn đó thôi ạ. Sau đó thì tụi em cũng quay lại. Lần thứ ba vẫn tha thứ? Dạ nhưng mà khi tha thứ xong rồi em tự cảm thấy bản thân mình không còn tin tưởng nữa. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Nên là em mới như vậy. Xong thì cái mùa dịch bắt đầu giãn cách thì em đã chia tay. Có khoảng thời gian để mà khi mà em có thể tập cân bằng lại trong cái mùa dịch. Em tự nhìn lại bản thân của mình với những gì mình đã phải chịu đựng cái thời gian đó. Và bây giờ em đã lấy lại số cân nặng của em chưa hay là? Em hiện tại 47kg. Thì hiện tại mọi người, bạn bè em nói nhìn em tròn với tươi hơn hồi xưa nhiều lắm. Ngựa quen đường cũ, những cái gì nó đã như vậy rồi nó khó lắm. Rồi có tới nữa em có tha cho 10 lần cũng y thì vậy. Thì cũng vậy à. Đúng cái người mà người ta thật sự yêu thương mình chẳng bao giờ làm mình bị tổn thương bất cứ một lần nào. Bỏ qua nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em tìm một bạn tử tế, đàng hoàng, biết chăm sóc em. Em từng quen một người mà người đó không chăm sóc được cho em. Em muốn chăm sóc như thế nào? Em thấy nhỏ nhặt giống như đại nón bảo hiểm cho em, đưa rước em đi làm hay là những cái nó rất là nhỏ thôi cũng được. Nói chung là có cái sự quan tâm. Dạ có một cái sự quan tâm đến em. Giờ ngày hôm nay em tới chương trình này với ai? Dạ em tới với bạn thân của em. Bạn thân của em. Gì? Là cái xanh cái đỏ hai người là bạn thân của nhau. Dạ. Bữa nay không lẽ có những trận thương tàn ở đây sao? Rồi bây giờ thí dụ nè. Bây giờ thí dụ nè, rồi rủi như bây giờ hai đứa em cùng thích một chàng trai bên này thì làm thế nào? Tình bạn có chắc bình lâu. Hả? Dạ, cái đó thì... Em không biết. Nhưng mà lát trước khi bấm nút là không có được trao đổi nha. Chứ không có vụ trao đổi nhau. Ê thôi mày xanh tao đỏ, mày đỏ tao xanh là không có được. Tình yêu là không có nhường nha. Không bây giờ là... Mình hai... bây giờ hai đứa bắt tay nhau thề nhau trước chương trình đi nè. Là dù gì đi nữa tình bạn vẫn bình lâu nè. Ổn không? Dạ ổn. Ủa? Rồi làm đi. Hai đứa là bạn thân nhau quá. Dạ. Em với bạn Minh Anh là bạn thân 13 năm rồi. Trời đất ơi, tụi em làm sao làm. Đừng có để sức mẻ cái tình bạn 13 năm của người ta nữa chứ. Trời ơi. Ủa nếu vậy là ở người thân ở dưới có biết tụi trời em không? Trời ơi trời. Dạ, em biết chứ. Biết hết hai bên luôn. Biết hai tụi em luôn ạ. Là bốn đứa tụi em chơi chung với nhau luôn. Ủa từ nhà gái trước ha. Nhà gái đi. Ok ok. Bây giờ hỏi hai em nè. Rồi mời em gái. Em tên gì? Dạ em tên là Huỳnh Anh. Em cũng là bạn của bé Huyền luôn. À. Mặc dù là hai trên người trên này đều là bạn của em mà tụi em chơi thân với nhau đương nhiên em phải biết. Chơi thân không có nghĩa là cái gu thích trai giống nhau. Đúng không? Mỗi người một gu. Bây giờ em nói coi là hai chàng trai trên này anh nào hợp với bạn nào? Chơi chung các bạn thì em cũng biết được tính của các bạn là như thế nào. Nhưng mà sau những gì các bạn nam chia sẻ thì em chỉ chọn được có một bạn thôi. Chọn được một bạn. Bạn nào? Chọn bạn nào? Em chọn bạn ghế xanh. Xanh. Chọn cho bạn nào bên kia? Dạ em chọn cho cả hai bạn. Trời ơi. Cái này sức mẻ đó trời. Trời ơi. Cái này mới sức mẻ đó. Bạn này có thể là vừa chăm sóc được cho bé Huyền, vừa có thể là trưởng thành hơn và có thể là một cái người đi trước để mà bảo vệ chăm sóc cho bé Huyền. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy bạn cũng hợp với bạn Minh Anh, tại bạn Minh Anh hiền. Em có muốn chơi chung nhóm đó không vậy? Hay là em nói câu này để hai lại nhóm luôn. Đây. Bác xoay qua các bạn kêu cho chị coi. Em chào chị Cát Tường với anh Đạt. Em là Đạt Thành, em bạn của hai bạn đó luôn. Cũng bạn hai bạn này luôn. Dạ. Rồi, em nói một câu công tâm thôi nè, ý em sao? Dạ, em thấy thì hai anh bên đây thì nếu lúc mà chia sẻ thì em hai anh cũng được. Nhưng mà nếu mà em thì em sẽ chọn cái anh ngồi ghế xanh cho bạn Minh Anh. Minh Anh, ghế là... xanh với ghế xanh. Ghế xanh với ghế xanh. Dạ, ghế đỏ với cho bạn Huyền. Cái anh ghế xanh bên đây thì ảnh chủ động. Tại vì Minh Anh hơi hiền với hơi gục ghẹ chị. Còn cái anh áo đỏ thì ảnh ít nói nhiều hơn. Còn bạn Huyền ở ngoài bạn hoạt bát nhiều.
chia đều nghe chia vậy đều. Nghe nó còn ổn áp chứ chia đều rồi. Cảm ơn hai em nhiều nha. Bây giờ mình qua tới bên họ nhà trai đi. Em chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt. Em tên là Tuấn Anh, em là người nhà của bạn nam áo trắng. Bạn ngồi ghế đỏ. Ghế đỏ rồi. Theo em thì em thấy hai bạn nữ bên này đều rất là ok ạ. Cảm ơn. Đều hiền lành và dễ thương. Để mà chọn thì em sẽ chọn bạn ghế đỏ cho bạn em Hưng. Còn bạn ghế xanh thì thế cho bạn ghế xanh. Thôi em người nhà em đỏ nhà chọn cái ghế đỏ thôi. Em có phải người nhà cũng xanh đâu mà em chọn cho người ta luôn. Trời, em cảm nhận là như thế. Và em cũng thấy ở bên họ nhà gái nói cũng được hợp lý. Cảm ơn em. Nhà trai cũng hùng hậu quá ha. Hào hứng và háo hức quá rồi. Háo hức quá. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hành động liền. Hành động. Trời ơi. Chết rồi. Dạ thưa quý vị khán giả, em xin chia sẻ với quý vị như thế này. Là trước khi đến đây thì em có mua sách. Nhưng mà trong quá trình chạy xe đến đây thì cái bọc ni lông nó còn. Nhưng mà hai cuốn sách không còn nữa. Xin lỗi hai bạn bên đó. Vậy giờ mình đọc thơ đi được rồi phải không Đạt? Giờ mình không có sách thì mình đọc nội dung trong sách chứ giờ sao? Dạ, như vậy thì em gửi đến hai em cũng như quý khán giả, hai anh chị một bài thơ em sáng tác mang tên là Màu Hoa Tím. Vỗ tay quý vị ơi. Còn chi hoa tím em ơi, anh giờ có vợ, thôi em đừng buồn. Lặng nhìn hoa tím lệ tuôn, tiếc chi một mảnh tình sầu như anh. Chớ vì anh mà lòng hiêm chạnh, kẻ phụ tình xin hãy thứ tha. Cành hoa tím để anh xin trả, gửi lại em tấm chân tình này. Ngày hôn lễ em hãy đến, lần cuối cùng trước lúc chia xa. Tím chi tím cả lời chào, tím lòng tím dạ tím trao tay người. Tím lòng tím dạ tím trao tay người. Em sáng tác lâu rồi cho nên thì cũng không nhớ rõ lắm. Bài thơ này em sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật của người bạn của em. Nhưng phải em nha quý vị. Nhưng phải em nha quý vị. Cảm xúc của em khi nghe thơ của anh thế nào? Mời em gái ghế xanh. Dạ em thấy hay. Dạ. Nghe buồn. Thí dụ như mà bạn trai của em mà đi lấy vợ đó thì đám cưới của ảnh em có tới không? Dạ chắc em không tới đâu. Dạ chắc em không tới đâu. Nghĩ sao đi lấy vợ còn rủ người ta tới làm gì nữa? Làm gì chia tay nhau phải lên đến Đà Lạt để tới nơi bắt đầu. Còn phải bào tiền mừng của người ta nữa. Bé gái đỏ em cảm nhận như thế sao nào về thơ của anh Chiến? Tại em không thích nghe thơ nên là em thấy bình thường. Em thấy bình thường. Đó, tôi thấy rồi tình bạn bắt đầu gắn kết rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy nói cho nhau biết cảm nhận của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra. Toát mồ hôi dữ vậy, nói trước đi cưng. Cảm nhận là bị sét đánh, bị sét đánh. Sét đánh hả? Sét nào đánh em vậy? Sét đánh, sét trong trường quay đánh. Sét trong trường quay, sao xuyến rung động gì chưa? Có, hơi run run. Hơi run run, có xác định được đối tượng chưa hay là còn mơ hồ? Có đối tượng. Có đối tượng luôn rồi. Dạ. Thế còn em? Còn em thì em khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hay hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Người mà mang cái nét người yêu cũ thì em cũng có một chút xao xuyến, nhưng mà em sợ lại quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Em sẽ không nói là bạn nào cho em cảm xúc mới và cả bạn nào là cảm xúc như người yêu cũ đã mang lại. Nhưng mà thật sự khi nãy nghe hai câu chuyện của hai bạn chia sẻ em rất là mừng. Tại vì em đến đây em rất là sợ khi mà bên kia mở ra một cánh cửa nào đó mà một cái bạn nào đó chưa trải đời, chưa có mối quan hệ nào hết, thì em sợ em là người đến để dạy cho bạn học cách yêu rồi bạn học đủ rồi bạn rời đi. Các bạn nghĩ sao khi mà có rất là nhiều bạn nam đến với chương trình và chỉ mong chương trình làm mai cho mình một cái người phụ nữ còn trong trắng? Trả lời coi bé. Đối với em thì cái suy nghĩ đó thì nó là tầm thường. Tầm thường? Vâng. Tại sao? Bản chất của người trai luôn muốn chinh phục, người cứ đòi chinh phục hết người nọ người kia thì lấy đâu ra người nữa mà chinh phục. Còn như em thì đến với nhau là tình cảm, cảm xúc chứ không phải là những cái thứ tầm thường như vậy.
chứ không phải là những cái thứ tầm thường như vậy. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn hai chàng trai của thế hệ mới. Rồi, hai em gái đi. Em gái. Cảm xúc của tụi em như thế cảm nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xa xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa, hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa, trời ơi, nhỏ này nó cứng cựa ghê ta. Còn em? Dạ, em thấy hai anh dễ thương. À, anh ghế xanh, em cảm thấy anh là một người sâu sắc. Anh ghế đỏ thì em thấy anh điềm tĩnh, có vẻ trưởng thành. Em thích đàn ông nói nhiều hay là hành động? Hành động. Dạ, em thích hành động hơn là nói. Có cái sự trưởng thành trong suy nghĩ. Còn em? Dạ, em cũng giống bạn đó. Nói chung thì con gái ai mình cũng thích. Đàn ông người ta thể hiện nhiều hơn là nói. Nếu mà đàn ông mà ít nói quá thì nó sẽ rất là khô khan. Ví dụ giờ hai đứa hẹn nhau đi chơi mà nhìn nhau hoài, mình phụ nữ mình không thể chủ động, rồi đàn ông cũng không nói luôn thì làm sao ra câu chuyện. Cho em chia sẻ với hai bạn là không phải là đàn ông nói nhiều hay là nói ít, quan trọng đàn ông nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, nói nhiều nhưng mà làm được nhiều. Đó là em. Wow. Không, thật sự là nhiều người nói tôi không nói tôi sẽ làm thôi. Nhưng mà nếu mà không nói thì nó sẽ không có cơ hội để làm. Đối với chị nghĩ là những cái gì cần nói thì cũng phải nói. Nói phải đi đôi với làm. Nếu mà im lặng không thì nó sẽ rất căng thẳng. Có những lúc cần phải nói, chỉ một câu nói thôi nó có thể giải quyết mọi vấn đề. Mà mình im lặng sẽ làm cho không khí nó rất là căng thẳng. Và đôi lúc cái sự im lặng nó cũng sẽ làm cho tình cảm nó rạn nứt. Đó là kinh nghiệm của chị. Nhưng mà nếu đàn ông nói nhiều quá, nói trên trời dưới đất ba hoa chích chòe, nói mà chẳng biết mình nói cái gì, chẳng biết mình làm cái gì, thì đàn ông đó đối với chị cũng vứt. Đàn ông đó đối với chị cũng vứt. Người đàn ông đó không nói nhưng mà phải lắng nghe mình nói và phải có phụ họa theo. Vậy hả em? Ồ, anh biết rồi này kia. Chứ còn nếu mà cứ đơ cái mặt mà không có một cảm xúc gì hết, mình cũng tuột mút để nói. Đây, bây giờ mình ít nói. Này ít nói nè. Mình hát đi. Ừ. Bên kia người ta làm thơ rồi. Giờ mình hát đi nè. Không có đổ mồ hôi nữa nè. Sao trời, hai em thích nghe bài gì? Thích chương trình ca nhạc theo yêu cầu luôn đó. Dạ, anh cứ hát bài tủ của anh được rồi. Em nhanh nè. À, thế giới và anh. Thế giới và anh. Thế giới, à, thế giới và em, anh chọn anh. À, anh chọn em. Thế giới và em. Anh chọn em. À, thế giới và em, anh chọn em. Giới thiệu đi em. Wow. 2, 3. Kính thưa quý vị, có những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, có những điều đã qua tưởng chừng như lắng đọng, và có những điều vốn dĩ bình thường, những lần gặp mặt, những lần gặp gỡ, rồi những lần ánh mắt chạm nhau. Kính thưa quý vị, tất cả những hỉ nộ ái ố sau đây sẽ được thể hiện qua bài hát Thế giới và em, anh chọn em. Wow. Trời ơi. Hỏi nhân gian điều quý giá nào mình sẽ mang theo giây phút cuối đời, chỉ có tấm lòng chân thành, tình yêu son sắc ta mang theo. Người đời kia vẫn thường đánh đôi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, có đành luôn là kẻ ngốc nghếch. Em có muốn biết trong lòng của anh thế nào? Dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên rồi ta cùng nhau già đi. Với anh chỉ cần thế thôi. Với anh chỉ cần thế thôi. Wow. Chị không thấy hay hay dở mà chị thấy cô ghế đỏ cô cười được là thấy vui rồi đó. Nghĩa là giải chứng giải trí cao rồi đó. Mấy bạn bắt đầu trao đổi nhau. Hỏi đi, giờ rồi mình chủ động nè em. Dạ. Chững chạc nhất nè, mình chủ động mình hỏi hai cô đó đi. Anh hỏi em áo đen nha. Hồi nãy anh thấy em kể về cái mối tình của người yêu cũ, cái giọng nó hơi buồn, cái cảm giác là mình vẫn còn thương người cũ. Anh sợ nếu như mà anh chọn em, anh không phải là người em muốn bắt đầu mối quan hệ mới, mà anh sợ mình là cái vị trí thay thế cho cái người mới tạm thời. Khi mà nhớ lại em thấy hơi buồn thôi, nhưng mà còn tình cảm thì em đã hết rồi. Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Dạ rồi. Em muốn quen theo kiểu một người yêu để tìm hiểu, hay là em muốn quen và đi xa hơn ở cái mức gọi là người yêu? Em muốn là quen rồi lâu dài đi xa hơn chứ. Cho anh xin phép hỏi, em ngồi ghế đỏ, em có đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng nào hay không? Em thì không có gu hay là tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn bạn đó có duyên. Nếu mà không có gu, không có tiêu chuẩn, em có phải là quá dễ dãi chứ? Em có phải là quá dễ dãi chứ? Quá dễ dãi hay không thì phải tiếp xúc mới biết được. Rồi, em mạnh mẽ lên nè. Câu hỏi của em đó. Chứ bây giờ đây mới quen đâu có làm gì được đâu, làm giờ mình chỉ có nói thôi. Ừ, anh mới hỏi hai em, chung hai em đi. Có người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi ấy, thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Anh muốn tiến tới một mối quan hệ sâu hơn, qua cả tự yêu, một mối quan hệ gia đình. Hai em có nghĩ đến cái điều đó không? Em gái cái đỏ trả lời trước đi.
Một khi em đã đến đây thì em cũng nghiêm túc và muốn tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Có thể mình tìm hiểu nhau vài năm thì em mới muốn kết hôn. Em thì em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. Rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Bây giờ là cơ hội cuối cùng. Thời gian thì đã hết rồi, không thể nào mà ngồi nói hoài được. Bây giờ hai chàng trai, chị Tường sẽ cho các bạn, nãy giờ là mình mới trò chuyện thôi, đây là lúc mình có thể có một chút va chạm để xem. Tại vì giữa nam và nữ nó sẽ có một cái luồng điện, nó trái chiều, nó sẽ hít nhau hay là nó sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ mời các bạn nam qua và xin phép lần lượt nắm tay từng bạn một để mình đo cái độ cảm xúc dành cho nhau. Rồi ưu tiên em luôn, mời em. Cho anh xin phép nắm tay. Dạ. Tay em hơi lạnh. Dạ em hơi run. Em run hả? Dạ. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em. Cảm xúc của em. Em mời. Anh xin phép em. Em biết tại sao anh nắm tay em anh không nói gì không? Sao vậy anh? Em có một nét giống người yêu cũ. Và anh muốn nhìn vào mắt em. Thật sự em thì em nhỏ tuổi hơn bạn bên kia. Nhưng mà những suy nghĩ của em anh thấy nó cũng đã là một người từng trải, chín chắn. Và mình từng tổn thương, mình từng vấp ngã. Mình cùng mạnh mẽ em nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dính thính nhiều quá. Phủi tay đi, giờ đừng dính thính cũ nhiều quá. Gì vậy? Nắm tay nó nói vài lời chứ. À phải nói à? Ừ. Phải nói. À, xin anh nắm tay giùm tí nữa. Nắm tay nói đi. Nhìn thẳng nhau có 30 giây không? Nhìn ngang nhìn ngửa hoài vậy. Sao anh nắm tay em mà anh nhìn bạn em hoài vậy? Anh nhìn bạn em hoài vậy? Trời ơi. Đúng không phải đâu. Không có vấn đề không vậy? Mắt em chuẩn. Chuẩn thì phải nhìn chuẩn. Tại em bị tâm lý gì này. Tâm lý nhìn thẳng mà. Anh lại nhìn thẳng em nữa rồi. Trời ơi. Chị vô cái đi. Đừng nhìn ta. Để tìm một con người như nào? Dạ, ít nói. Thế là hợp anh hả? Dạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. À, xong rồi. Rồi. Có cần qua đây nắm không ạ? À? Dạ, có ạ. Tôi thì có mất gì đâu, không nắm ạ. Ờ, thì đó, tùy em thôi. Anh cảm thấy em như thế nào? Anh cảm thấy em khá là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nhưng mà gọi sang hỏi lại là vì sao cứ chỉ tay ngoài rồi mà anh nhìn nhau? Em nói nhìn anh đâu? Có, nhìn anh nhìn nhau, nhưng mà tay em hơi lạnh. Dạ em hơi run. Hơi run có thể em lạnh phải trung tình không? Dạ. Anh ấy bảo lạnh hay là trung tình? Dạ chắc vậy. Thế em thì anh lạnh không? Tay anh nắm. Tay anh nắm, thì anh con trai nó phải ngược lại. Dạ. Anh cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh. Quá. Họ có nắm tay không, trả lời sao? Có mất gì đâu không nắm hả? Trời ơi trời. Không đi cô gái mà kêu không nắm tay không? Nói dạ. Anh nói dạ vâng à, em phải nắm bắt cơ hội chứ. Chứ ai mà lại trả lời có mất gì đâu mà không nắm. Chán ghê luôn á. Mốt đi cô gái dắt tôi theo tôi chỉ cho nha trời. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ, trò chuyện với nhau ha, thoải mái ha. Âm nhạc, nghệ thuật gì cũng có rồi. Và bây giờ là lúc lắng động. Mỗi người đến với đây đều có hai cơ hội như nhau. Và đây là lúc mình sẽ làm thật đúng với những gì trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5
Khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xa xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. 4. Là con người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm này. Em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. 3. Hai. Một. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá, anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em. Cảm xúc của em. Và bấm ạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Và kết quả đã có. Chị hỏi em trước, tại sao em không bấm? Như em chia sẻ lúc nãy thì bạn ghế xanh là một quá khứ. Em không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì bạn cho em cảm giác mới. Và em muốn một mối quan hệ bắt đầu bằng một khởi điểm mới. Nhưng mà lúc hồi nãy em đọc thơ, bạn nói bạn không thấy bình thường. Thấy bình thường. Rồi xong rồi cái hỏi có cảm xúc không? Bạn nói em không có cảm xúc. Rồi xong em mới qua em mới nắm tay bạn. Em hỏi là do em run, em nói lộn hay sao? Bạn khẳng định là cảm xúc thật. Rồi một người không cảm xúc với mình thì em là một người rất là nhạy cảm nên em có thể hiểu được những điều đó đúng không? Rồi chị đồng ý. Sao em không bấm nút ai hết vậy? Dạ tại vì em cảm thấy chưa có rung động nha. Vậy hả? Sao thấy lúc trò chuyện thấy cũng ổn ổn lắm mà. Chị thấy cũng được mà. Em nghĩ là nên làm bạn thì tốt hơn. Thế còn em? Dạ em cũng chưa có rung động với ai hết. Mà quan trọng là con bé này nhận xét đúng. Là cái bạn này nắm tay bạn này mà nhìn bé này không à? Bởi vậy cuối cùng bấm bé bên này thấy vậy. Chưa? Nó hơi trời ơi khổ tâm. Lần sau mà đã như vậy đó, mình đã thích bên đây là mình phải mạnh mẽ hơn. Mình phải quyết đoán hơn. Thậm chí có những người ở đây trong chương trình nè, ví dụ gì kêu qua nắm tay không nắm luôn, vì đúng tới người đó thôi, một người một thôi. Ngay từ đầu nếu em thích thì em phải bắn cái tĩnh điện đó ngay từ đầu để cho người ta biết thôi, rút kinh nghiệm lần sau nha. Rồi mời bốn bạn tiến ra phía trước. Mời đây nè. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia với chương trình.